Yeah. G. Take. Take. P. E. N. Pen. Pen. Okay, very great. Hello, xin chào tất cả các ba mẹ và các con đã đến với video của Hà ngày hôm nay. Thời gian gần đây thì Hà nhận được rất là nhiều inbox của các ba mẹ hỏi Hà rằng là các ba mẹ mà không biết tiếng Anh hoặc là bị mất gốc tiếng Anh thì có thể dạy cho con tiếng Anh được không? Và Hà xin khẳng định là hoàn toàn được. Các ba mẹ hầu hết là với phương pháp học truyền thống thì đều không biết về cách phát âm. Và trong video ngày hôm nay thì với cái chương trình phát âm này, đó chính là phát âm từ 44 âm IPA, sẽ giúp cho các ba mẹ và con có thể tự học tiếng Anh tại nhà. Và những cái bài giảng của Hà sẽ hoàn toàn miễn phí. Các ba mẹ hãy tham gia nhóm học tiếng Anh miễn phí cùng cô Hà, để chúng ta sẽ nhận được những bài giảng để các ba mẹ có thể giúp cho con của mình nói tiếng Anh phát âm chuẩn như người bạn xí trong tương lai nhá. Ok, và ngày hôm nay thì Hà rất là vui khi mà được đồng hành cùng với các ba mẹ. Và trong video ngày hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ âm tiết đầu tiên trong hệ thống phiên âm quốc tế IPA, đó chính là âm P. Ok, let's get started. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Ok, đối với âm tiết ngày hôm nay thì các ba mẹ sẽ chú ý cho Hà hai đặc điểm. Thứ nhất, đó chính là đây là một âm vô thanh, đây là một âm bật hơi. Thế thì đặc điểm của âm vô thanh chính là gì? Vô thanh tức là không sử dụng thanh quản, không tạo ra âm thanh. Các ba mẹ sẽ cùng lắng nghe âm thanh mà Hà tạo ra nhé. Ok, thế thì trong cái âm này các ba mẹ chỉ cần là chạm tay vào thanh quản của mình và thanh quản không rung lên thì chúng ta sẽ khẳng định cái âm này là không sử dụng thanh quản và không tạo ra âm thanh. Ok, very good. Đặc điểm thứ hai, âm bật hơi chính là bật ra một luồng hơi làm bay tờ giấy lên. Các ba mẹ và các con hãy cùng chuẩn bị một tờ giấy mỏng và chúng ta sẽ sử dụng cái góc tờ giấy này để chúng ta kiểm tra cái độ bật hơi nhé. Và cô Hà sẽ sử dụng luôn cái tờ giấy này để luyện tập. Mặc dù nó hơi dày một chút xíu thì các ba mẹ hãy chọn cho cô Hà một tờ giấy mỏng hơn nhé. Ok, để chúng ta thấy rõ cái độ bật hơi. Đối với âm này, các ba mẹ và các con hãy chú ý giúp cô về khẩu hình miệng. Các ba mẹ và các con hãy mí môi lại và sau đó bật ra một luồng hơi làm bay tờ giấy lên nhé. Ok, rất là tốt, đúng nào. Các ba mẹ đã thấy là góc tờ giấy của Hà bay dên lên rất là mạnh, đúng nào. Thế thì các ba mẹ hãy quan sát tờ giấy của mình mà đủ mạnh làm cho cái tờ giấy bay lên là chúng ta đã đọc chuẩn xác âm này rồi nhé. Ok, one more time, một lần nữa chúng ta hãy cùng thử lại nhé. Ok, very good. Và một cái điểm nữa mà Hà muốn chia sẻ với các ba mẹ và các con để mà luyện tập cái âm này, thì các ba mẹ và các con hãy phân biệt âm P ở trong tiếng Anh và âm P ở trong tiếng Việt. Chúng ta có cái sự khác biệt, đó chính là đối với âm P ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ không tạo ra âm thanh là P P, đồng thời cũng không có cái độ bật hơi là bay tờ giấy lên là P như thế này. Thế các ba mẹ và các con hãy chú ý giúp cô là chúng ta so sánh giữa tiếng Anh và cách đọc trong tiếng Việt thì sẽ giúp cho các ba mẹ và các con hiểu sâu hơn cũng như là phát âm tốt hơn, hiệu quả hơn rất là nhiều đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập một số từ của chữ âm này nhé. Ok, cô xin mời các ba mẹ và các con sẽ cùng nhìn lên cái hình ảnh ở trên đây. Ở đây chúng ta sẽ có là đứa con lợn, đúng không? Thế thì bình thường thì các con và các ba mẹ với cái cách học truyền thống là chúng ta sẽ đọc từ này là gì nhỉ? Pig, pig, đúng không nào? Ok, thế thì các ba mẹ và các con sẽ cùng nhìn lên đây nhé. Ở đây thì cô đã có phần chữ in đỏ. Và chữ in đỏ này là thể hiện cái letter đó, tạo ra âm thanh đó, đúng không nào? Letter P and the sound is P. Ok, và các bạn mẹ và các con hãy chú ý là tất cả các ký tự phiên âm thì đều viết ký hiệu ở trong hai dấu sẹt, hai dấu gạch chéo này. Và ở bên dưới thì cô đã viết cái ký hiệu phiên âm. Các bạn mẹ có thể thấy là phần chữ viết và ký hiệu phiên âm giống hệt nhau, đúng không? Thế thì các bạn mẹ và các con thấy cứ thấy cái chữ viết này này và tạo ra cái phiên âm này là chúng ta sẽ đọc âm này là âm vô thanh và âm bật hơi, đúng không? Ok, các ba mẹ và các con hãy cùng chú ý nhé. Thế thì cách phát âm chuẩn của từ này sẽ là g. Take. Take. Okay, very good. Ok, các ba mẹ và các con phát âm rất là tốt, đúng không? Các ba mẹ hãy luôn luôn đặt tờ giấy trước miệng nhé, để chúng ta cùng luyện tập lại âm này nhé. Take. Take.
Ok, thế thì khi mà cô Hoa phát âm thì các ba mẹ có thấy là cái điểm gì khác biệt so với cách phát âm của người Việt chúng ta không nhỉ? Chúng ta hay đọc là pick đúng không nào? Ok, thứ nhất là các ba mẹ hãy chú ý giúp cô. Âm p là âm vô thanh và âm vật hơi chúng ta hãy bật mạnh lên này. Và sau đó là đây là âm ký hiệu của âm y ngắn. Chúng ta sẽ đọc ngắn hơn ở trong tiếng Việt nhé, không phải là y mà là ị. Tiếp theo âm g. Ok, các ba mẹ và các con hãy bật âm cuối nhẹ lên giúp cô nhé. Nếu anh khác với tiếng Việt là ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ bật cả âm cuối lên, đọc đầy đủ các âm lên chứ không phải như trong tiếng Việt đúng không nào? Ok, pig, pig. Ok, very good. Có đây là thấy là các ba mẹ và các con luyện tập rất là tốt rồi đúng không nào? Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang cái từ tiếp theo nhé. À, một điểm lưu ý nữa là các ba mẹ và các con hãy chú ý chúng ta sẽ có âm p ở đây đang đứng ở đầu từ đúng không nào? Ok, và đi nữa chúng ta sẽ luyện tập với một số từ có chứa âm p khi mà đứng ở cuối nhá. Và chúng ta sẽ xem cách phát âm của âm đứng ở đầu và cuối có khác nhau không nhá. Ok, chúng mình sẽ cùng đi vào từ thứ hai nào. Từ này chúng ta hay đọc trong tiếng Việt là gì nhỉ? Chúng ta hay đọc là pen, pen. Ok, thế thì bây giờ cô Hà sẽ hướng dẫn và các ba mẹ và các con sẽ cùng luyện tập cùng với cô nhá. Ok, nào, let's get started. Đúng không nào? Chúng ta sẽ chú ý phần chữ nào nhỉ? Ok, very good. Vào ký tự Việt âm và nằm vào giữa hai dấu gạch chéo đúng nào? Ok, và cô đã thấy là các bạn đã hiểu bài rất là tốt rồi đấy. Ok, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Các ba mẹ và các con có nhìn thấy không nhỉ? Đây là ký tự Việt âm và cô đã bôi đỏ nhé. Ok, nào chúng ta sẽ cùng đánh vần từng âm tiết một trong cái từ này nhé. Pen, pen. Ok, very great. Chúng ta sẽ hoàn toàn không đọc từ này là pen, pen nhé. Các ba mẹ hãy nhớ là âm p chúng ta bật hơi lên này. Và tiếp theo âm e chúng ta đọc ngắn nhé. Nó không phải là e như trong tiếng Việt mà là e. Đây là một âm mũi, chúng ta sẽ đọc thấy rung ở mũi đúng không nào? Pen. Ok, very good. Pen. Ok, đây là một chiếc bút nào. Ok, one more time, một lần nữa chúng ta sẽ cùng đọc lại nhé. Pen. Ok, very good. Như thế này thì rất là xứng đáng nhớ sao đúng không nào? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang một cái từ tiếp theo đó. Giống như là lúc nãy Hà đã chú ý với các ba mẹ và các con, đó chính là cái âm p. Chúng ta đã vừa tìm hiểu cách đọc khi âm này đứng ở đầu rồi đúng không nào? Thế thì chúng ta hãy cùng nhìn này. Ở trong cái từ tiếp theo đó chính là từ gì nhỉ? Stop. Ok, thế thì cách đọc giống hệt so với âm p khi mà đứng ở đầu. Ok, chỉ lưu ý một chút xíu cho các bạn mẹ và các con là đối với cái âm này khi đứng ở cuối thì chúng ta không cần phải bật quá mạnh khi mà âm này đứng ở đầu nhé. Ok, dạ. Cái từ này các bạn chúng ta hay đọc là gì nhỉ? Stop, đúng không nào? Thế thì các bạn mẹ và các con sẽ cùng nghe qua Hà phân tích âm nhé. Ok, thì các bạn mẹ nhớ đây là tổ hợp âm gì nhỉ? Đây là tổ hợp âm vô thanh, chúng ta sẽ không tạo ra âm thanh là stop mà là stop, stop. Stop. Ok, các ba mẹ và các con sẽ lưu ý là âm p này đang đứng ở cuối. Thế thì các ba mẹ và các con hãy nhớ bật âm cuối này lên nhá. Stop. Stop. Ok, một chút xíu nữa. Đó là chính là cái âm A dài này. Sẽ ký hiệu là có dấu hai chấm phía sau ở đây. Các ba mẹ và các con hãy kéo dài ra nhá. Ok, kéo dài hơn so với trong tiếng Việt. Đó là stop. Ok, không phải stop, stop mà là stop. Ok, very good. Có nghĩa là chúng ta làm sao đây nhỉ? Dừng lại. Nào, ok. Stop. Ok, very good. Cô rất là hoan nghênh cái tinh thần học bài của các ba mẹ và con nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang một cái từ tiếp theo. Đó chính là từ jump. Từ này các con hãy đọc như thế nào? Jump à? Ok, thế thì bây giờ câu Hà sẽ hướng dẫn các con sẽ cùng đọc lại với cô nhé. Jump. Ok, jump. Jump. Ok, jump, jump. Thế nhỉ, các ba mẹ các con có thấy là cô Hà đã đọc hết các âm tiết ở trong cái từ này lên mà không phải là chúng ta đọc bỏ sót bất cứ một âm tiết nào đúng không nào? Đặc biệt là cái âm cuối ở đây nhá. Người Việt chúng ta khi mà mới học tiếng Anh thì sẽ không có cái thói quen bật âm cuối lên đâu. Thế nên là các ba mẹ các con sẽ cùng ok ôn tập lại cái bài ngày hôm nay. Ok, và khi mà các con sẽ nhìn vào cái hình ảnh này thì các con sẽ làm luôn hành động cho cô nhá. Ví dụ như là jump thì các con sẽ cùng gì nhỉ? Ok, cùng nhảy lên cho cô Hà và đọc từ này to lên để chúng ta ghi nhớ bằng chỉ mình anh nhé. Jump, jump.
Okay, very good. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Thế thì trong video ngày hôm nay chúng ta đã học tất cả là bao nhiêu từ nhỉ? Các ba mẹ và các con hãy nhắc lại nào, để chúng ta nhớ cái từ vựng ngày hôm nay nào, nhớ cái âm tiết ngày hôm nay nào. Okay. Jump, stop, pen, pig. Okay, đó là bốn cái từ vựng mà hôm nay chúng ta đã học. Và cái quan trọng ở đây là các ba mẹ và các con hãy xem lại video này nhiều lần và chúng ta hãy luyện tập nhiều lần nhé. Okay, luyện tập nhiều lần để tạo thành cái phản xạ tự nhiên để chúng ta phá bỏ cái giới hạn. Trước đây là chúng ta học tiếng Việt, chúng ta nói tiếng Việt, mà các con hãy nhớ đây là một âm vô thanh và âm bật hơi, khi mà chúng ta đọc thì không tạo ra âm thanh và bật ra lớn hơn là bay tờ giấy lên để chúng ta phân biệt với tiếng Việt của chúng ta nhé. Ok, chúc tất cả các ba mẹ và các con học tốt. Và các ba mẹ hãy nhớ là join nhóm học tiếng Anh miễn phí cùng cô Hà để chúng ta sẽ nhận được những video tiếp theo nhé. Ok, chúc các ba mẹ và các con học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. See you again.